Chương 16. Mảnh đất cho tuệ tăng trưởng. Căn đế. A. Căn. Đoạn 1. Căn được liệt kê kế tiếp giới là 22 căn: nhãn căn, nhĩ căn, tỷ căn, thiệt căn, thân căn, ý căn, nữ căn, nam căn, mạng căn, thân lạc, thân khổ, lạc căn, khổ căn, hỷ căn, ưu căn, xả căn, tính căn, tấn căn, niệm căn, định căn, tuệ căn, vị tri đương tri căn, cụ tri căn, dĩ tri căn. Đoạn 2. Sau đây sẽ bàn ý nghĩa, tính chất, vân vân, thứ tự, khả phân và bất khả phân, nhiệm vụ, cảnh giới. Đoạn 3. Trước hết về ý nghĩa thì mắt, vân vân, đã được giải thích ở đoạn 3 chương 15. Về ba căn cuối cùng, vị tri đương tri căn, sở dĩ được gọi thế vì nó khởi lên ở giai đoạn đầu của dự lưu đạo, nơi một người đã nhập lưu vào dòng thánh như sau. Ta sẽ biết trạng thái bất tử hay pháp về bốn chân lý chưa được biết đến, và vì nó mang ý nghĩa của căn. Kế đến là dĩ tri căn, vì sự biết trốt ráo và vì nó mang ý nghĩa của căn. Thứ ba là cụ tri căn, vì nó khởi lên nơi một vị đã đoạn trừ lậu hoặc, có tri kiến rốt ráo, công việc biết rõ bốn chân lý nơi vị ấy đã xong, và vì nó mang ý nghĩa của căn. Đoạn 4. Nhưng ý nghĩa của căn đây là gì? Một là dấu hiệu của chủ tể, hai được dạy bởi vị chúa tể, ba được thấy bởi vị chúa tể, 4. Được chuẩn bị bởi vị chúa tể, 5. Được nuôi dưỡng bởi chúa tể. Tất cả ý nghĩa ấy đều áp dụng ở đây trong trường hợp này hay khác. Đoạn 5. Đức Thế Tôn, đấng toàn giác, là một vị chúa tể Inda, vì Ngài làm vị chủ tối thượng. Cũng vậy là những nghiệp thiện và bất thiện, vì không ai có quyền chủ tể trên các loại nghiệp. Bởi thế, các căn do nghiệp sanh là dấu hiệu của thiện và bất thiện nghiệp. Và vì chúng do nghiệp chuẩn bị, cho nên chúng là căn, theo nghĩa dấu hiệu của chủ tể và được chuẩn bị bởi một chủ tể. Nhưng vì chúng đã được làm hiển lộ một cách chân chánh, được khải thị bởi Đức Thế Tôn, nên chúng là căn theo nghĩa được giảng dạy bởi vị chúa tể và được thấy bởi vị chúa tể. Và bởi vì một số căn đã được đào luyện bởi Đức Thế Tôn, đấng chúa tể trong các vị thánh, nên chúng là căn theo nghĩa được nuôi dưỡng bởi vị chúa tể. Đoạn 6. Lại nữa, chúng là căn theo nghĩa chúa tể hay ưu thắng, vì sự nổi bật của mắt, vân vân, được bao hàm trong sự sinh khởi nhãn thức, vân vân. Vì thức chỉ bén nhạy khi căn bén nhạy, thức chậm lục khi căn chậm lục, đấy là trình bày về ý nghĩa. Đoạn 7. Về đặc tính, vân vân. Sự trình bày về các căn này cần được xét về phương diện đặc tính, nhiệm vụ, tướng, nhân gần, vân vân. Nhưng những điều này đã được nói trong phần mô tả các uẩn. Chương 14, đoạn 37. Với bốn căn khởi từ tuệ căn, ý nghĩa chỉ là vô si. Đoạn 8. Về thứ tự. Ở đây chỉ có thứ tự giáo lý được áp dụng. Các thánh quả như dự lưu, vân vân, được đạt nhờ liễu tri các nội pháp, nên nhãn căn và những căn còn lại bao gồm trong tự ngã được dạy trước tiên. Kế đến là nữ căn, nam căn, để chỉ rõ cớ gì tự ngã ấy được gọi là đàn bà hay đàn ông. Kế tiếp là nạn căn, để chỉ rằng mặc dù tự ngã có hai, nhưng sự hiện hữu nó liên kết với mạng căn. Kế đến là lạc căn, vân vân, để chỉ rằng những cảm thọ này không ngừng nghỉ nếu tự ngã ấy còn tiếp diễn, và mọi cảm thọ cuối cùng đều là đau khổ. Kế đó là tính căn, vân vân, để chỉ ra con đường, vì những căn này cần được tu tập để làm cho nỗi khổ ấy chấm dứt. Kế đến là vị tri đương tri căn, để chỉ rằng
đạo lộ ấy không phải trống rỗng khô cằn, vì chính nhờ đạo lộ này mà trạng thái ấy được hiển lộ đầu tiên trong chính chúng ta. Kế tiếp là dĩ tri căn, vì nó là hậu quả của căn vừa rồi và bởi thế cần được tu tập sau đó. Kế tiếp là cụ tri căn, quả báo tối thượng được dạy sau cùng để chỉ rõ rằng nó được đạt đến nhờ tu tập, và khi đã đạt đến nó thì không còn việc gì phải làm, đấy là thứ tự. Đoạn 9. Về phương diện khả phân và bất khả, ở đây chỉ có sự phân chia về mạng căn, có hai thứ là mạng căn sắc và vô sắc, những căn khác không có phân chia. Đoạn 10. Về nhiệm vụ, nhiệm vụ các căn là gì? Trước hết do câu nhãn xứ là một duyên kể như căn duyên cho nhãn thức giới và các pháp tương ưng. Nhiệm vụ nhãn căn là phát sinh ra nhãn thức và các tâm sở tương ưng với tính bén nhạy hay chậm lục của nó. Tai, mũi, lưỡi, thân cũng vậy. Còn nhiệm vụ ý căn là làm cho các pháp câu sanh chịu sự chi phối của nó. Nhiệm vụ mạng căn là các pháp câu sanh. Nhiệm vụ nữ căn và nam căn là định dấu hiệu, tướng, công việc, đường lối cư xử của nữ giới và nam giới. Nhiệm vụ các căn lạc, khổ, hỷ, ưu là thống trị các pháp câu sanh và san sẻ sắc thái đặc biệt của chúng cho những pháp ấy. Nhiệm vụ xả căn là san sẻ cho các pháp câu sanh sắc thái an tịnh, cao thượng và trung tính. Nhiệm vụ tính căn, vân vân, là vượt qua chướng ngại và san sẻ với các pháp tương ưng sắc thái tinh cậy, vân vân. Nhiệm vụ của vị tri đương tri căn là vừa từ bỏ ba kiết sử, vừa đối đầu với các pháp tương ưng bằng sự từ bỏ ba kiết sử. Nhiệm vụ của dĩ tri căn là vừa giảm bớt và từ bỏ tham sân, vân vân, và đưa các pháp câu sanh đến địa vị tự chủ. Nhiệm vụ của cụ tri căn vừa là từ bỏ nỗ lực trong mọi công việc, vừa làm điều kiện cho các pháp tương ưng khiến cho gặp gỡ được bất tử. Đoạn 11. Về cảnh giới, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, nữ, nam, lạc, khổ, ưu. Mười căn này chỉ thuộc dục giới, ý căn, xả căn, mạng căn, tính, tấn, niệm, định, tuệ. Tám căn này thuộc cả bốn cảnh giới. Hỷ căn thuộc ba cảnh giới là dục, sắc và siêu thế. Ba căn cuối chỉ thuộc siêu thế. Tỷ kheo nào biết được, cần chế ngự các căn, bằng cách liễu tri chúng sẽ chấm dứt khổ đau. Đoạn 12. Trên đây là giải thích chi tiết về các căn. B. Mô tả về đế. Đoạn 13. Kế tiếp căn là đế, tức bốn thánh đế: thánh đế về khổ, thánh đế về tập khởi của khổ, thánh đế về khổ diệt và thánh đế về đạo diệt khổ. Đoạn 14. Sau đây sẽ trình bày theo thứ tự giáo lý, loại, từ nguyên, tính chất, ý nghĩa, nguồn gốc ý nghĩa, chỉ chừng ấy không hơn hay kém, thứ tự, giải thích, nhiệm vụ, nội dung, tỷ dụ, nhóm bốn, sự trống rỗng, đơn độc, dị đồng. Đoạn 15. Trước hết về loại. Ý nghĩa các chân lý về khổ tập diệt đạo được phân tích thành bốn trong mỗi trường hợp: những chân lý thực, không hư ngụy, không thể khác, S5, 4, 3, 5, và cần được thâm nhập bởi những người thâm nhập khổ đế, vân vân. Như luận nói, khổ với nghĩa bức bách, hữu vi, bốc cháy, biến đổi, đó là bốn nghĩa của thánh đế về khổ, chân thật, không hư ngụy, không thể khác. Nguồn gốc hay tập khởi của khổ với ý nghĩa tích tập, căn nguyên, trói buộc, chướng ngại, diệt với nghĩa thoát ly, tách rời, vô vi, bất tử. Đạo với nghĩa lối ra, nguyên nhân, thấy, ưu thắng.
đấy là những nghĩa của đạo trong Thánh Đế về đạo. Chắc thật, không hư ngụy, không thể khác. PS2 104. Cũng thế, ý nghĩa khổ kể như bức bách, hữu vi, đốt cháy, biến đổi là ý nghĩa của nó về sự thâm nhập. Đoạn 16. Về từ nguyên và phân theo tính chất. Từ nguyên của dukkha nghĩa là khổ. Dup là xấu xa, kuchita. Như người ta gọi đứa trẻ hư là dubbuta. Chữ kham có nghĩa là trống rỗng, tucha. Khoảng trống gọi là kham. Chân lý thứ nhất là xấu vì nó là nơi thường lai vãng của nhiều hiểm nguy, và nó trống rỗng vì không trường cửu, không đẹp, không vui, không có tự ngã. Đoạn 17. Tập Samudaya. Sam là liên kết như trong các từ Samagama, tập hợp, Sameta, nhóm họp, vân vân. Chữ U chỉ sự dấy lên, khởi lên như trong các từ ngữ Upana, sanh khởi, Udita, đi lên, vân vân. Chữ Aya chỉ lý do, Karana. Và chân lý thứ hai này là lý do cho sự khởi lên của khổ khi phối hợp với những duyên còn lại. Bởi thế, nó được gọi là Dukkha Samudaya, nghĩa là khổ tập, tập khởi của khổ hay nguồn gốc khổ, vì nó là lý do phối hợp với những duyên khác để làm phát sinh khổ. Đoạn 18. Diệt Nirodha. Chữ Ni chỉ sự vắng mặt, Rodha là nhà tù. Chân lý thứ ba vắng mặt mọi sanh thú, gọi là cõi tái sanh, nên ở đây không có sự bức não của khổ, được xem như nhà tù. Hoặc khi chứng diệt thì không còn nỗi khổ tái sinh, được ví như nhà tù. Và bởi nó là đối nghịch với nhà tù nên được gọi là Dukkha Nirodha, khổ diệt. Hoặc nó được gọi là khổ diệt vì là một duyên cho sự diệt khổ, gồm trong sự không tập khởi. Đoạn 19. Đạo diệt khổ Nirodha Gamini Patipada. Vì chân lý thứ tư đưa đến sự diệt khổ do chạm mặt với diệt, kể như đối tượng, và vì nó là con đường đưa đến sự chấm dứt khổ, nên gọi là khổ diệt đạo, nghĩa là đạo lộ diệt khổ. Đoạn 20. Cả bốn chân lý được gọi là thánh đế bởi vì chỉ có những bậc thánh mới thâm nhập những chân lý này. Như kinh nói, này các tỷ kheo, có bốn thánh đế này. Gì là bốn? Đó là khổ thánh đế, vân vân. S5 425. Vì các bậc thánh thâm nhập các chân lý ấy nên gọi là bốn thánh đế. Đoạn 21. Lại nữa, những sự thật cao cả gọi là sự thật thuộc về những bậc thánh. Như kinh nói, này các tỷ kheo, nhờ tìm ra bốn sự thật cao cả này mà Như Lai được tôn xưng là bậc A-la-hán chánh đẳng giác. S5 433. Đoạn 22. Lại nữa, thánh đế là những chân lý cao cả. Cao cả có nghĩa là không hư ngụy, không lừa dối. Như kinh nói, này các tỷ kheo, bốn thánh đế này là chân thực, không hư ảo, không thể khác, nên gọi là thánh. S5 435. Đoạn 23. Chân lý về khổ có đặc tính làm sầu muộn đau khổ. Nhiệm vụ nó là đốt cháy. Nó biểu hiện bằng sự sanh khởi. Tập đế có đặc tính sản xuất. Nhiệm vụ nó là ngăn sự gián đoạn. Nó được biểu hiện bằng chướng ngại. Diệt đế có đặc tính là bình an thanh tịnh. Nhiệm vụ nó là không chết. Nó được biểu hiện bằng sự vô tướng, không có tướng năm uẩn. Đạo đế có đặc tính là ngõ ra. Nhiệm vụ nó là từ bỏ cấu uế. Nó được biểu hiện bằng sự nổi lên khỏi cấu uế. Hơn nữa, bốn chân lý còn những đặc tính theo thứ tự là sanh và làm cho sanh, khổ, tập.
không sanh và làm cho không sanh, diệt, đạo, hoặc những đặc tính là hữu vi, tham, khổ, tập, vô vi, thấy rõ, diệt, đạo. Đoạn 24. Về ý nghĩa, trước hết, đế là cái mà đối với những ai xét nó với con mắt tuệ, nó không làm cho lạc lối như ảo giác, không lừa dối như ảo ảnh, không phi thực thực như cái ngã mà ngoại đạo chấp. Đúng hơn, đó là lĩnh vực của thánh trí. Cái tình trạng thực tế không thể lầm lẫn với những khía cạnh là đau buồn, khổ đế, sản sinh, tập đế, an tịnh, diệt đế và lối ra đạo đế. Chính cái tính chất hiện thực không sai này mới cần được hiểu là ý nghĩa của đế, như nóng là đặc tính của lửa và như tính tự nhiên trên đời là vạn pháp đều bị sanh già chết chi phối. Vì kinh nói, này các tỷ kheo, khổ này là thực, không hư dối, không thể khác. S5 4:30. Đoạn 25. Lại nữa, không có niềm đau nào ngoài khổ, và không gì làm đau mà không phải khổ. Điều chắc chắn là khổ làm đau buồn. Đó là chân lý được nói ở đây. Không có nguồn khổ nào khác hơn tham ái. Nguồn ấy không đem lại cái gì ngoài khổ. Điều chắc chắn này về nguyên nhân khổ là lý do nó được mệnh danh là chân lý. Không có niềm an tịnh nào ngoài niết bàn. Niết bàn chỉ có nghĩa là an tịnh. Điều chắc chắn niết bàn là an ổn. Ở đây được xem là chân lý. Không có lối thoát nào ngoài chánh đạo. Chánh đạo quyết định là ngõ thoát. Tính chất đạo lộ chính là ngõ thoát, làm cho nó được công nhận là chân lý. Đặc tính chân thật không lỗi lầm này, tâm điểm cốt tủy của bốn chân lý, là điều mà bậc trí tuyên bố về ý nghĩa của đế chung cho cả bốn. Đoạn 26. Thế nào là sự dò tìm dấu vết của nghĩa? Danh từ sắc ca, đế, được thấy trong nhiều đoạn với những nghĩa khác nhau như: hãy để y nói sự thật, đừng giận dữ. DH 224. Đây là sự thật bằng lời. Trong những đoạn như Sa môn, Bà la môn căn cứ trên sự thật, đó là sự thật không nói láo, kiên nói dối. Trong đoạn tại sao chúng tuyên bố những sự thật khác nhau, đó là sự thật với nghĩa là quan điểm. Và trong đoạn chân lý là một, không có thứ hai, SN 884, đó là niết bàn và đạo lộ, kể như chân lý theo nghĩa tối hậu. Trong đoạn, trong bốn chân lý có bao nhiêu là thiện, thì đấy là nói về thánh đế, đấy là theo dấu ý nghĩa của đế. Đoạn 27. Chỉ chừng ấy, không thêm bớt. Nhưng tại sao chỉ có bốn thánh đế được nói? Vì không còn có đế nào khác, và vì không thể bỏ bớt cái nào. Như kinh nói, này các tỷ kheo, không có thể một sa môn, bà la môn nào đến nói được rằng đây không phải khổ đế. Khổ đế là một cái khác, tôi sẽ để qua một bên khổ đế này và công bố một khổ đế khác. Đoạn 28. Lại nữa, khi tuyên bố sự sinh khởi, nghĩa là quá trình sinh, Đức Thế Tôn tuyên bố nó có một nguyên nhân, và Ngài tuyên bố sự vô sanh cũng có một phương tiện để đạt tới. Bởi thế, những chân lý được công bố có bốn là số tối đa, đó là sự sanh, vô sanh và nguyên nhân mọi thứ. Cũng thế, chúng được công bố là có bốn vì chúng cần được liễu tri, khổ, đoạn tận, tập, chứng đắc, diệt và tu tập đạo. Và vì chúng là căn để của tham ái, sự tham ái, diệt ái và con đường đưa đến ái diệt. Lại nữa, vì chúng là sự lệ thuộc, lạc thú trong sự lệ thuộc, sự từ bỏ lệ thuộc và phương tiện đưa đến từ bỏ lệ thuộc.
Trên đây trình bày tại sao chỉ có bốn đế, không thêm bớt. Đoạn 29. Về thứ tự, đây cũng thế, chỉ có thứ tự giáo lý. Khổ đế được nêu trước tiên vì nó dễ hiểu, vì nó thô phù, vì nó chung cho tất cả chúng sinh. Chân lý về nguồn gốc khổ được nêu kế tiếp để chỉ rõ nguyên nhân, rồi đến chân lý về diệt để hiển thị rằng với sự chấm dứt nguyên nhân có sự chấm dứt hậu quả. Chân lý về đạo được nói sao rốt để chỉ ra con đường, phương tiện đạt đến diệt. Đoạn 30. Hoặc Ngài công bố khổ trước để gieo một ý thức khẩn trương cho các hữu tình đang bị tóm trong sự hưởng thụ khoái lạc ở các cõi hữu. Và kế đó, Ngài dạy chân lý về nguồn gốc khổ để chứng minh rằng khổ không phải tự nhiên sinh ra, cũng không do một vị trời nào giáng xuống, mà khổ có một nguyên nhân. Kế đó là diệt đế để gieo niềm an ổn bằng cách chỉ ra lối thoát cho những ai muốn cấp tốc thoát khổ sau khi đã bị tràn ngập bởi các khổ và các nhân khổ. Và sau cùng, đạo đế được nói để giúp chúng có thể đạt đến diệt khổ, đấy là sự trình bày về thứ tự. Đoạn 31. Về sự giải thích. Khi giải thích về bốn chân lý, Đức Phật thường mô tả như sau. Về khổ, có 12 việc như Vibhanga nói: sanh là khổ, già là khổ, chết là khổ, sầu, bi, khổ, ưu, não, gần gũi cái không ưa, xa lìa cái yêu mến, cầu không toại ý, nói tóm, năm thủ uẩn là khổ. Về nguồn gốc khổ, có 3 loại tham ái là ước muốn tái sinh, câu hữu với hỷ và tham, tìm khoái lạc chỗ này chỗ khác, nghĩa là dục ái, hữu ái và phi hữu ái. Về diệt, chỉ có một nghĩa là niết bàn. Đó là sự chấm dứt không dư tàn cái khác ái ấy, từ bỏ nó, buông ra, không y cứ vào nó. Về BH 103. Cuối cùng trong phần mô tả đạo lộ, gì là thánh đạo về con đường đưa đến diệt khổ? Đó là thánh đạo tám ngành, tức chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tiến, chánh niệm, chánh định. Về BH 104. Chân lý về khổ, sanh. Đoạn 32. Danh từ Jati, sanh, có nhiều nghĩa. Trong đoạn kinh, vị ấy nhớ lại một đời, hai đời. D1, 81. Chữ Jati trong nguyên bản có nghĩa là hữu. Trong đoạn này Visakha, có một loại Jati khổ hạnh là ni kiền tử, thì Jati là một giáo phái tu sĩ. Trong đoạn, sanh được bao gồm trong hai uẩn, đó là đặc tính của hữu vi pháp. Trong đoạn, sanh của vị ấy là do thức đầu tiên sanh khởi trong thai mẹ. Vin 193. Đây là chỉ kiết sanh. Trong đoạn, vừa khi vị ấy sanh ra, này Ananda, Bồ Tát, đây là sự sanh ra từ bụng mẹ. Trong đoạn, một người không bị từ chối, khinh rẻ vì sanh chủng, sanh đây nghĩa là dòng họ. Trong đoạn hiền tỷ từ khi được thánh sanh, M3 103, sanh đây chỉ thánh giới. Đoạn 33. Ở đây sanh cần được hiểu là các uẩn sanh từ khi ở giai đoạn kiết sanh cho đến khi sanh ra khỏi bụng mẹ trong trường hợp thai sanh, và kể như chỉ là các uẩn kiết sanh trong trường hợp khác ngoài thai sanh. Nhưng đây chỉ là một sự đề cập gián tiếp. Theo ý nghĩa trực tiếp thì chính sự hiển hiện đầu tiên của bất cứ uẩn nào trong chúng sinh khi được sinh ra, sự hiển hiện đó gọi là sanh. Đoạn 34. Đặc tính nó là nguồn gốc đầu tiên trong bất cứ cõi hữu nào. Nhiệm vụ nó là thuộc vào một cõi hữu. Nó được biểu hiện bằng sự xuất hiện tại đây từ một hữu quá khứ hoặc
được biểu hiện bằng sự thay đổi kiểu đau khổ. Nhưng tại sao nó là đau khổ? Vì nó là căn để cho rất nhiều loại khổ. Vì có nhiều thứ khổ, đó là khổ khổ, dukkha dukkha, hay khổ nội tại, hoại khổ, viparinama dukkha, khổ do biến hoại và hành khổ, sankhara dukkha, rồi lại có khổ ngấm ngầm, khổ lộ liễu, khổ gián tiếp, khổ trực tiếp. Đoạn 35. Cảm thọ khổ về thân và tâm gọi là khổ khổ, vì tự tính nó là khổ, tên nó là khổ, và vì nó đau đớn thực sự. Cảm thọ lạc về thân và tâm gọi là hoại khổ, vì đó là nhân sinh ra khổ, khi cảm thọ ấy biến hoại. M1303. Xả thọ và các hành khác trong ba cõi là hành khổ, vì chúng bị bức bách trong sinh diệt. Những nỗi khổ về thân và tâm như đau tai, đau răng, cơn sốt tham dục, cơn sốt sân nhuế thù hằn, vân vân, gọi là khổ ngấm ngầm, vì có hỏi mới biết được là khổ, và vì sự gia hại của nó không rõ rệt. Sự đau đớn do 32 lối tra tấn sinh ra, vân vân, gọi là khổ rõ rệt, vì không cần hỏi cũng biết, và sự gia hại có thấy rõ. Trừ khổ khổ, tất cả khổ nói trong Vibhanga kể từ sanh khổ đều gọi là khổ gián tiếp, vì là căn để cho một loại khổ này hay khác. Nhưng khổ khổ thì gọi là khổ trực tiếp. Đoạn 36. Sanh là khổ, vì nó là căn để cho khổ trong các đọa xứ, như Đức Thế Tôn đã nói rõ bằng một ví dụ trong kinh Balabandhita M3. Vân vân, và cho nỗi khổ ở các thiện thú thuộc loài người và được xếp loại là khổ có căn để trong sự nhập thai. Đoạn 37. Nỗi khổ thuộc loại có căn để trong sự nhập thai là như sau. Khi cái thực thể này sanh trong bào thai mẹ thì không phải nó được ở trong một hoa sen xanh, đỏ, trắng nào cả. Ngược lại, như con dòi sanh trong cá thối, bánh thối, đống phân, nó cũng sanh trong bụng, ở phía dưới chỗ chứa đồ ăn chưa tiêu, nghĩa là bao tử, phía trên chỗ chứa đồ ăn đã tiêu, nghĩa là hậu môn. Giữa bụng và cột sống rất chật chội tối tăm, đầy những luồng gió hôi hám đủ thứ mùi đáng tởm. Và khi đã tái sinh ở đấy, trong 10 tháng nó phải trải qua nỗi khổ cực độ, vì bị nung nấu như cái bánh trong bao bởi sức nóng toát ra từ bụng mẹ, không co duỗi được. Đây là nỗi khổ khi ở trong thai. Đoạn 38. Khi bà mẹ thình lình vấp té hoặc di chuyển, ngồi xuống đứng lên hay xoay người, thì nó khó chịu đau đớn vô cùng, vì bị kéo tới, giật lùi, tung lên, hất xuống, như một đứa trẻ con trong tay người say rượu, hay con rắn trong tay kẻ bắt rắn. Nó cũng cảm thấy nỗi đau điếng người, như tái sinh vào địa ngục băng giá khi mẹ nó uống vào nước đá lạnh, và như bị chìm ngập trong trận mưa tro nóng khi mẹ nó nuốt xuống thức ăn nóng, như bị ngâm vào nước tro nước giấm khi người mẹ ăn đồ chua hay mặn. Đó là nỗi khổ của sự trú trong thai. Đoạn 39. Khi bà mẹ sảy thai, nó phải khổ vì bị cưa xẻ tại chỗ cơn đau nổi lên, nỗi khổ mà đến cả bạn hữu cũng không thể nhìn. Đấy là cái khổ trụy thai. Đoạn 40. Khi người mẹ sinh nở thì đứa con lại chịu cái khổ bị chúc ngược đầu bởi sức mạnh của ngọn gió nghiệp, bị tống khỏi bụng qua một ngõ ngách kinh khủng, như là con voi chui qua lỗ khóa, như tội nhân địa ngục bị nghiến giữa hai tảng đá va chạm nhau. Đấy là cái khổ thoát thai. Đoạn 41. Sau khi ra đời, thân thể đứa bé mong manh như một vết thương nhạy cảm, được bồng ẩm trên tay, tắm rửa, kỳ cọ bằng một miếng dẻ, làm nó đau đớn như bị kim nhọn đâm, dao bén cắt. Đấy là nỗi khổ khi phiêu lưu ra khỏi bụng mẹ.
Đoạn 42. Khổ phát sinh sau đó suốt quá trình sống còn, nơi người tự hành khổ, nơi người chuyên ép xác khổ hành theo phái lõa thể, nơi người nhịn đói vì giận hờn, nơi người treo cổ. Đây là khổ của sự tự bạo hành. Đoạn 43. Và khổ nơi người bị đánh đòn, bị giam cầm bởi người khác, đó là khổ do sự bạo hành của người khác. Vậy, sanh này là căn để của mọi nỗi khổ. Nếu không có chúng sinh tái sanh vào địa ngục, thì nỗi khổ khó chịu của ngọn lửa thiêu đốt và tất cả khổ khác khi ấy không còn đất đứng. Do vậy, Bậc Thánh tuyên bố sanh là khổ. Có nhiều thứ khổ súc sinh phải chịu khi chúng bị đánh đập bằng roi và gậy gộc. Vì sanh vào súc sanh phải chuốc cái khổ này. Sanh vào súc sinh là khổ, kết quả này chắc chắn. Trong loài ngạ quỷ có nhiều thứ khổ, do đói khát, gió, mặt trời, không gì không khổ. Không ai biết được khổ này trừ phi sanh vào đó. Bởi thế Bậc Thánh tuyên bố sanh là cái khổ này. Ở khoảng giữa các thế giới, nơi loài tu la cư trú, thì rét lạnh xé da và tối tăm kinh khủng. Đấy là nỗi khổ của tái sinh trong loài tu la. Bởi thế, khổ luôn đi liền với sanh như vậy. Khi lọt lòng mẹ, một người chịu đau ghê gớm sau những tháng dài bị nhốt kín trong bụng, như nắm mồ địa ngục phân uế, tất cả không thể có. Nếu không có sự tái sinh, sanh là khổ, thật không còn ngờ. Tại sao phải nhiều lời? Có thời nào, có thể nào hiện hữu một tình trạng đau khổ mà trước đó không có sự sanh ra? Bởi thế, Bậc Thánh vĩ đại khi giảng về khổ đế đã tuyên bố sanh là khổ, sanh là điều kiện cần thiết cho khổ. Già. Đoạn 44. Già là khổ. Già có hai, già kể như đặc tính của pháp hữu vi. Và trong trường hợp một chúng sinh thì già là sự già cỗi của các uẩn tạo thành một hiện hữu duy nhất. Cái già này gồm những tướng như lưng còng, vân vân. Ở đây muốn nói loại già này, nó có đặc tính là sự chín mùi các uẩn. Nhiệm vụ nó là dẫn đến cái chết. Nó được biểu hiện bằng sự tan biến của tuổi trẻ. Đó là khổ kiểu hành khổ, vì nó là căn để của đau khổ. Đoạn 45. Già là căn bản cho sự đau khổ thể xác và tâm hồn, khởi lên do nhiều duyên như tứ chi nặng nề, các căn suy yếu hư hoại, tuổi trẻ tan biến, sức lực phá sản, trí nhớ và tuệ sút kém, bị người khi dễ, vân vân. Với tứ chi nặng nề, các giác quan tàn lụn, với tuổi trẻ đi qua, trí nhớ tuệ suy dần, sức khỏe bị phá sản, càng ngày càng xấu xí, dưới mắt những người thân, càng ngày càng lẩn thẩn, khổ nào bằng khổ này. Về thân và về tâm mà con người phải gặp, vì già sẽ đem đến tất cả điều nói trên. Già đáng gọi là khổ. Trên đây là nói về cái khổ già. Chết. Đoạn 46. Chết là khổ. Chết có hai, là chết kể như đặc tính của pháp hữu vi, như kinh nói. Già chết được bao gồm trong năm uẩn, và chết kể như sự cắt đứt màng căn nơi một chúng sinh, như kinh nói. Bởi vậy, người ta luôn luôn sợ rằng mình sẽ chết. SN 576. Ở đây, chết có nghĩa thứ hai này. Chết do đã sanh ra, chết do bạo lực, chết do tự nhiên, chết do thọ mạng tận, chết do công đức tận, là những tên chỉ cái chết. Đoạn 47. Chết có đặc tính một sự rơi rụng. Nhiệm vụ nó là đứt lìa. Nó được biểu hiện là sự vắng mặt khỏi sanh thú, trong đó đã có tái sinh. Chết phải được hiểu là khổ, vì nó làm căn bản cho khổ. Tất cả không chừa ai, khi chết rất đau khổ,
kẻ ác thấy nghiệp dữ, hoặc tướng trạc tái sinh. Người lành cũng đau buồn, khi lìa xa thân quyến, lại còn nỗi xác đau, gân cốt đều rã rời, cực hình cứ tiếp diễn, tàn phá người sắp chết. Điều này đủ nói lên vì sao chết là khổ. Trên đây là trình bày về chết. Sầu. Đoạn 48. Sầu là sự nung nấu, đốt cháy tâm can nơi người bị mất thân quyến, vân vân. Về ý nghĩa, nó cũng là ưu, nhưng nó có đặc tính là sự đốt cháy bên trong. Nhiệm vụ nó là đốt cháy tâm can. Nó được biểu hiện bằng sự buồn bã liên tục. Nó là khổ vì tự thân nó là khổ và vì làm căn bản cho khổ. Sầu như mũi tên độc xuyên thấu tâm can người, làm cho tim cháy bỏng như bị cọc sắt nung. Tâm trạng này đem lại nỗi khổ thì vị lai, cũng như già bệnh chết. Bởi thế sầu là khổ. Bi. Đoạn 49. Bi là sự than khóc của người bị mất thân quyến, vân vân. Đặc tính nó là khóc thành tiếng. Nhiệm vụ nó là công bố những đức tính và thói xấu của người chết, tức kể lể. ND. Nó được biểu hiện bằng sự ồn ào. Bi là khổ vì nó là một trạng thái khổ do hành và vì nó là căn bản cho khổ. Khi trúng mũi tên sầu mà thốt lời than khóc thì khổ càng tăng thêm, bởi cái nạn rát họng và lưỡi đắng môi khô, cho nên bi là khổ, Đức Phật đã tuyên bố. Trên đây là nói về bi. Khổ. Đoạn 50. Khổ là khổ về thân xác. Đặc tính nó là sự bức bách của thân. Nhiệm vụ nó là phát sinh ra ưu ở kẻ ngu. Nó được biểu hiện bằng thân khổ. Nó là khổ vì bản chất khổ và vì đem lại tâm khổ. Khổ làm rầu thân xác, từ đó làm khổ tâm. Do tác động như thế nên nó thực sự là khổ. Ưu. Đoạn 51. Ưu là khổ về tâm. Đặc tính nó là sự bức bách về tâm. Nhiệm vụ nó là làm tâm lo buồn. Nó được biểu hiện bằng sự lo buồn trong tâm. Nó là khổ vì bản chất nội tại và vì mang lại nỗi khổ về thân. Vì những người bị tóm trong nanh vuốt của ưu sầu thì bứt tóc, khóc than, đấm ngực, lăn qua lộn lại, vật vã, nhào xuống đất, sử dụng con dao, nuốt độc dược, dùng dây để thắt cổ, treo mình lên, nhảy vào lửa và trải qua nhiều sự đau đớn. Ưu chỉ là tâm khổ, nhưng còn sanh khổ thân, nên tâm ưu là khổ, người vô ưu xác nhận. Não. Đoạn 52. Não là tình trạng khổ tâm nơi người bị mất thân bằng quyến thuộc, vân vân. Một số người cho rằng đó là một trong những pháp bao gồm trong hành uẩn. Đặc tính nó là đốt cháy tâm can. Nhiệm vụ nó là rên rỉ. Nó được biểu hiện bằng sự thất vọng. Nó là khổ vì đấy là hành khổ và vì nó đốt cháy tâm và não hại thân xác. Não đem lại đau khổ vì đốt cháy tâm can, hỏng vận hành thân xác, nên não thật là khổ. Đoạn 53. Sầu như chảo dầu nấu trên bếp lửa riu riu, bi như nấu trên bếp lửa mạnh, não như những gì còn lại trong chảo sau khi nấu, còn tiếp tục cho đến khi chảo khô. Đoạn 54. Oan gia tụ hội là gặp gỡ những người và vật khó chịu. Đặc tính nó là liên hệ với cái bất lạc. Nhiệm vụ nó là làm cho tâm buồn khổ. Nó được biểu hiện bằng một tình trạng tai hại. Nó là khổ vì làm căn cứ cho khổ. Thấy những điều khó chịu cũng đủ làm tâm khổ, và thân cũng khổ lây do gặp cái đáng ghét. Oan tăng hội là khổ
đúng như Thế Tôn dạy. Đoạn 55, ái biệt ly, là phải xa lìa những người, vật ta yêu mến. Đặc tính nó là tách rời, mất liên lạc với những đối tượng đáng ưa. Nhiệm vụ nó là khởi lên sầu, nó được biểu hiện bằng sự mất mát. Nó là khổ vì là căn cứ cho nỗi khổ thuộc loại sầu. Mũi tên sầu thương tổn, kẻ ngu khi xa lìa, tài sản và thân quyến, ái biệt ly là khổ. Cầu bất đắc. Đoạn 56. Cầu bất đắc khổ là sự đau khổ khi mong cầu những cái không thể nào có được, như mong rằng ta đừng sanh ra đời. VBH 101. Đó là một nỗi khổ vì không đạt được điều ước mong. Đặc tính nó là mong cầu một đối tượng không thể có. Nhiệm vụ nó là tìm cầu đối tượng đó. Biểu hiện của nó là sự thất vọng. Nó là khổ vì làm căn bản cho khổ. Khi hữu tình mong mỏi điều chúng hằng hy vọng, thì thất vọng tái tê do vì chúng mong mỏi một điều không thể có. Cầu không được là khổ, Đức Thế Tôn đã dạy. Đấy là trình bày về cái khổ cầu bất đắc. Năm thủ uẩn là khổ. Đoạn 57. Sanh, già, chết từng món, trong phần mô tả khổ và những gì không nói, tất cả sẽ không có. Nếu không năm thủ uẩn, năm thủ uẩn gồm chung Đấng Pháp Vương gọi khổ và dạy pháp diệt khổ. Đoạn 58. Vì sanh, già, chết bức bách năm uẩn đối tượng của chấp thủ, cũng như lửa bức bách nhiên liệu, như tấm bia thu hút những tên bắn, như ruồi nhặng bu lại thân con bò, như thợ gặt nhóm họp trên đồng lúa chín, như bọn cướp đến nơi khu làng. Những khổ ấy được sinh ra trong các uẩn như cỏ, dây leo mọc trên đất, như hoa trái mầm mộng ở trên thân cây. Đoạn 59. Năm thủ uẩn có sanh là cái khổ đầu tiên, già là khổ chặn giữa, chết là khổ chặn cuối. Khổ nung nấu tâm can nạn nhân của nỗi đau đớn đe dọa sự chết chóc thì gọi là sầu. Khổ dưới hình thức khóc than ở nơi người không chịu đựng nổi gọi là bi. Cái khổ do thân tứ đại bị xáo trộn gọi là khổ. Nỗi khổ bức bách tâm hồn kẻ phàm phu khi phải đương đầu với nỗi đau thể xác thì gọi là ưu. Khổ ngấm ngầm nơi một kẻ có nhiều khổ đau chồng chất gọi là não. Khổ do thất vọng nơi những người mà niềm mong ước bị ngang trái phủ phàng gọi là cầu bất đắc khổ. Bởi thế, khi xét những khía cạnh khác nhau, ta thấy rằng chung quy năm uẩn bị chấp thủ cho là bản ngã của mình chính là khổ. Đoạn 60. Nói làm sao xiết, tất cả những nỗi khổ muôn màu muôn vẻ, dù có trải qua nhiều đời kiếp cũng không nói cho hết được. Bởi vậy, Đức Thế Tôn dạy, nói tóm lại, năm uẩn trói buộc tức là thủ uẩn là khổ, để ám chỉ rằng, tóm lại, tất cả khổ đều hiện hữu trong mỗi uẩn bị chấp thủ, cũng như vị mặn của biển được tìm thấy trong mỗi giọt nước biển. Trên đây là trình bày năm thủ uẩn và cũng là mô tả chân lý về khổ, về khổ, về khổ. Tập đế, nghĩa là chân lý về nguyên nhân khổ. Đoạn 61. Nhưng trong phần mô tả nguồn gốc, nói cái khác ái ấy, Yajamtana, phát sinh hiện hữu mới, Punapava, câu hữu với hỷ và tham, liên hệ chỗ này chỗ kia. Tham
Đây gồm có dục ái, hữu ái, phi hữu ái, sẽ trình bày trong phần Duyên Khởi, chương 17, đoạn 233 trở đi. Mặc dù tham có ba thứ như vậy, cần hiểu nó là nguồn gốc của khổ, vì nó phát sinh ra chân lý về khổ. Diệt đế, nghĩa là chân lý về sự diệt khổ. Đoạn 62. Nói về diệt khổ cũng là nói về diệt cái nguyên nhân của khổ, tức khát ái. Vì sự chấm dứt khổ phát sinh đồng thời với chấm dứt nguồn gốc khổ, không có cách nào khác. Như cây bị chặt đốn, gốc chưa hại vẫn mọc, ái tùy miên chưa nhổ, khổ này sanh dài dài. TMC. Đoạn 63. Chính vì khổ chỉ diệt khi nguồn gốc khổ cũng diệt, nên khi dạy về diệt khổ, Đức Thế Tôn chỉ dạy sự chấm dứt cái nguồn gốc khổ. Đấng thiền thệ hành xử giống con sư tử. Chú thích: như con sư tử chuyển sức mạnh hướng về tấn công người bắn mũi tên vào nó, chứ không hướng về mũi tên. Cũng thế, Đức Phật đề cập nguyên nhân, không nói hậu quả. Các ngoại đạo thì như con chó khi bị ném cục đất, chỉ bu lại gặm cục đất thay vì tấn công người ném. Ngoại đạo chỉ dạy chấm dứt khổ bằng cách chuyên hành thân hoại thể, mà lại không lo chấm dứt những ô nhiễm của tự tâm. PM 533. Khi ngoại đạo dạy chấm dứt khổ bằng lối hành xác, chính là chỉ để ý hậu quả mà không để ý cái nhân. Đoạn 64. Ý nghĩa câu chấm dứt của khát ái ấy trong kinh văn có nghĩa là khát ái phát sinh hiện hữu kế tiếp được xếp loại thành dục ái, hữu ái, phi hữu ái. Chính đạo lộ được gọi là diệt vì với sự diệt tham ái, vì ấy giải thoát. M1 139. Diệt cho đến không còn dư tàn là diệt tận gốc rễ các tùy miên, tức khuynh hướng nội tại. Diệt cũng có nghĩa là từ bỏ. Đoạn 65. Nhưng tất cả những tiếng ấy, diệt, từ bỏ, đều đồng nghĩa với Niết Bàn. Vì theo nghĩa tuyệt đối, chính Niết Bàn gọi là thánh đế về sự diệt khổ. Nhưng vì khát ái tàn tạ chấm dứt khi đạt đến Niết Bàn, nên Niết Bàn được gọi là diệt. Và vì khi đạt Niết Bàn thì có sự từ bỏ khát ái đối với các cõi, không còn lệ thuộc bất cứ hệ lụy nào như năm dục trưởng dưỡng, vân vân, nên Niết Bàn còn gọi là xả ly, từ bỏ, buông ra, hết hệ lụy. Đoạn 66. Niết Bàn có sự an tịnh là đặc tính của nó. Nhiệm vụ nó là bất tử hoặc làm cho an lạc. Nó được biểu hiện là cái vô tướng, bất khả tư nghị. Luận về Niết Bàn. Đoạn 67. Hỏi 1. Có phải Niết Bàn là phi hữu vì không thể tư duy về nó như sừng thỏ? Đáp: không phải vậy, vì Niết Bàn có thể đạt được nhờ đạo lộ chân chánh. Một số người đã đạt được, đó là các bậc thánh, nhờ phương tiện thích nghi là con đường, giới, định, tuệ. Cũng như tâm siêu thế nơi một số người chỉ được các bậc thánh hiểu được nhờ tha tâm trí. Bởi thế không nên bảo Niết Bàn là phi hữu vì không thể hiểu thấu. Ta không thể vì kẻ ngu không thấy được mà bảo rằng cái đó không thể thấy. Đoạn 68. Lại nữa, không nên cho Niết Bàn là phi hữu, vì nếu thế thì đạo lộ sẽ vô ích, nghĩa là giới uẩn, định uẩn, tuệ uẩn sẽ thành vô ích. Nhưng nó không vô ích vì nó quả thực có đưa đến Niết Bàn. Hỏi 2. Nhưng có phải đạo lộ là vô ích không? Vì nó dẫn đến một cái vắng mặt, tức là vắng mặt các uẩn, do đoạn tận cấu uế các uẩn không còn sanh trở lại. Đáp: không phải vậy, vì mặc dù các uẩn quá khứ vị lai vắng mặt thực, song không phải đạt Niết Bàn chỉ là như vậy. Hỏi 3. Vậy phải chăng Niết Bàn là vắng mặt luôn cả các uẩn hiện tại? Đáp: không, chúng không thể vắng mặt. Nếu vắng mặt thì chúng trở thành phi hữu. Hơn nữa, Niết Bàn
là vắng mặt luôn cả các uẩn hiện tại, thì điều này có lỗi là loại trừ hữu dư y niết bàn giới vào sát na chứng đạo, vốn y cứ vào các uẩn hiện tại. Hỏi 4. Vậy thì sẽ không lỗi nếu cho rằng niết bàn là sự phi hữu của cấu uế? Đáp: không phải vậy. Vì nếu thế thì hóa ra thánh đạo không nghĩa lý gì. Nếu cấu uế có thể phi hữu ngay trước giai đoạn thánh đạo thì đạo lộ trở thành vô nghĩa. Do vậy, không thể nói niết bàn là phi hữu không thể đạt đến. Đoạn 69. Hỏi 5. Không phải rằng niết bàn là hủy hoại, như trong đoạn hiền giả, đó là niết bàn, tức sự phá hủy tham sân si, S4-252. Đáp: không phải thế. Vì nếu thế thì quả A-la-hán chỉ là sự hủy diệt. Vì quả A-la-hán cũng thế, được diễn tả rằng hiền giả đấy là quả A-la-hán, tức là sự hủy diệt tham sân si, S4-252. Hơn nữa, lại còn sự sai lầm tiếp theo là niết bàn sẽ hóa ra tạm thời, có đặc tính của hữu vi và có thể đạt được dù không có tinh tiến. Và chính vì nó có đặc tính của hữu vi, nó sẽ gồm trong hữu vi pháp, sẽ bị đốt cháy bởi lửa tham, vân vân, và chính sự đốt cháy ấy là khổ. Hỏi 6. Vậy phải chăng niết bàn là thứ hủy diệt mà sau đó sẽ không còn tái sinh? Đáp: không phải vậy, vì không có thứ hủy diệt nào như thế, và cho dù có, vẫn không tránh được những lỗi đã nêu trước. Lại nữa, nó có nghĩa rằng thánh đạo chính là niết bàn, vì thánh đạo gây ra sự hủy diệt cấu uế, sau đó cấu uế không còn sanh khởi. Đoạn 70. Nhưng chính vì cái loại hủy diệt được mệnh danh là vô sanh, tức niết bàn, là thân y duyên cho đạo lộ, nên niết bàn được gọi là diệt để ám chỉ đạo lộ. Hỏi 7. Tại sao không nói rõ tướng trạng niết bàn ra sao? Đáp: vì nó rất tế vi. Sự tế vi cực độ của niết bàn được nói lên chính vì nó đã khiến Đức Thế Tôn thiên về vô hành, nghĩa là không ra thuyết pháp. Trung 1-186. Và bởi vì cần có con mắt của một bậc thánh mới thấy được nó, M1-510. Đoạn 71. Không phải ai cũng thấy được niết bàn, vì niết bàn chỉ đạt được bởi một vị đã nắm vững đạo lộ, và nó là phi sở tạo, bởi nó không có bắt đầu. Hỏi 8. Niết bàn hiện hữu khi hiện hữu đạo lộ, vậy phải chăng niết bàn không phải phi sở tạo? Phi sở tạo nghĩa là uncreated, không do tạo tác mà có. Đáp: không phải vậy, vì niết bàn không phải được khơi dậy bởi đạo lộ, mà được đạt đến nhờ đạo lộ, nên niết bàn là phi sở tạo. Chính vì không do tạo tác, không có già chết, nên niết bàn là thường trụ. Đoạn 72. Hỏi 9. Vậy thì niết bàn cũng có tính thường trụ như người ta nói cực vi là thường trụ? Đáp: không phải vậy, vì tuyệt đối không có một nguyên nhân nào cho sự sanh khởi của niết bàn cả. Hỏi 10. Vì niết bàn có thường trụ, vậy vi trần, cực vi, vân vân cũng thường sao? Đáp: không phải vậy, bảo rằng niết bàn là thường trụ thì không phải là để xác nhận vi trần, vân vân cũng thường hằng. Hỏi 11. Có thể nói vi trần là thường chính vì cũng như niết bàn, vi trần không có sanh khởi. Đáp: không phải vậy, vì vi trần, vân vân, chưa được thiết lập thành những dữ kiện. Đoạn 73. Lý luận trên đây chứng tỏ rằng chỉ có niết bàn là thường trụ, vì nó phi sở tạo, và nó không phải sắc pháp, vì nó vượt ngoài tự tính của sắc pháp. Mục tiêu của chư Phật chỉ có một, không nhiều, nhưng mục tiêu duy nhất ấy, nghĩa là niết bàn, đầu tiên được gọi là hữu duy, vì niết bàn ấy được công bố trong khi còn các uẩn hậu quả của chấp thủ quá khứ nơi đời sống vị A-la-hán. Niết bàn này được công bố với nghĩa là tịnh chỉ tất cả cấu uế,
nhưng hậu quả của sự chấp thủ trong quá khứ thì vẫn còn tồn tại nơi vị A-la-hán đã chứng Niết Bàn nhờ tu tập. Nhưng kế đến, Niết Bàn ấy được gọi là vô duy sau khi tâm thức cuối cùng của vị A-la-hán chấm dứt, vì vị ấy từ bỏ sự sanh khởi các uẩn vị lai và ngăn ngừa nghiệp đưa đến tái sinh trong tương lai, cho nên không còn sự sanh khởi các uẩn, mà những uẩn đã sanh thì đã biến mất rồi. Vì quả báo còn sót lại từ những chấp thủ quá khứ không hiện hữu, nên Niết Bàn này cũng gọi là vô dư y. Đoạn 74. Bởi vì Niết Bàn có thể đạt được nhờ vô ngại trí, thành tựu nhờ kiên trì không biết mệt, và bởi vì đó là lời của bậc chánh biến tri, nên Niết Bàn không phi hữu xét về tự tính. Như Phật đã dạy, này các tỷ kheo, có một cái không sanh, không trở thành, không được tạo tác, vô vi. Chú thích: sự thảo luận này gồm 3 mục. Những câu hỏi từ 1 đến 4 bác bỏ quan điểm cho rằng Niết Bàn chỉ là huyền thoại phi hữu. Những câu từ 5 đến 7 bác bỏ quan điểm cho rằng Niết Bàn chỉ là hủy diệt. Những câu còn lại đề cập đến những chứng cứ, theo đó chỉ có Niết Bàn chứ không phải vi trần, vân vân là thường, vì Niết Bàn là phi sở tạo. Đấy là định nghĩa về diệt đế. Chân lý về con đường đưa đến khổ diệt. Đoạn 75. Trong phần mô tả con đường đưa đến khổ diệt có 8 pháp được kể ra. Mặc dù những pháp này đã được giải thích ý nghĩa trong những phần mô tả các uẩn, ở đây vẫn cần bàn lại để biết rõ sự khác biệt giữa các pháp ấy khi chúng sinh khởi trong một sát na duy nhất, vào sát na đạo lộ. Đoạn 76. Nói vắn tắt, xem chi tiết chương 22 đoạn 31. Khi một thiền giả tiến đến sự thâm nhập 4 chân lý, thì con mắt tuệ của vị ấy có đối tượng là Niết Bàn, loại bỏ vô minh tùy miên, đó là chánh kiến. Nó có đặc tính là thấy đúng, nhiệm vụ nó là hiển lộ các giới. Nó được biểu hiện bằng sự hủy bỏ bóng tối vô minh. Đoạn 77. Khi hành giả có được chánh kiến như vậy, sự hướng tâm của vị ấy đến Niết Bàn, một sự hướng tâm tương ưng với chánh kiến loại bỏ tà tư duy, gọi là chánh tư duy. Nó có đặc tính là sự hướng tâm đúng vào mục đích, đối tượng của nó. Nhiệm vụ nó là phát sinh định an chỉ của đạo tâm, với Niết Bàn là đối tượng. Nó được biểu hiện bằng sự từ bỏ tà tư duy. Đoạn 78. Và khi hành giả thấy và tư duy như vậy, sự từ bỏ tà ngữ của vị ấy, một sự từ bỏ tương ưng với chánh kiến, từ bỏ ác ngữ nghiệp, gọi là chánh ngữ. Nó có đặc tính là bao gồm các pháp tương ưng như ái ngữ, vân vân. Nhiệm vụ nó là tiết chế. Nó được biểu hiện bằng sự từ bỏ tà ngữ. Đoạn 79. Khi hành giả tiết chế như vậy, sự kiên sát sinh nơi vị ấy, tương ưng với chánh kiến, đoạn trừ tà nghiệp thì gọi là chánh nghiệp. Nó có đặc tính là làm phát sinh những việc đáng làm, nhiệm vụ nó là tiết chế. Nó được biểu hiện bằng từ bỏ tà nghiệp. Đoạn 80. Khi chánh ngữ và chánh nghiệp của hành giả được thanh tịnh, sự kiên tà mạng tương ưng với chánh kiến, đoạn trừ xảo trá, gọi là chánh mạng. Nó có đặc tính là làm sạch. Nhiệm vụ nó là đem lại sự phát sinh một nghề sinh nhai thích đáng. Nó được biểu hiện bằng sự từ bỏ tà mạng. Đoạn 81. Khi hành giả đã an lập trên bình diện giới gồm chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, thì nghị lực vị ấy, một nghị lực tương ưng chánh kiến, cắt đứt sự biến nhát là chánh tinh tiến. Nó có đặc tính là nỗ lực. Nhiệm vụ nó là không khởi lên những điều bất thiện. Nó được biểu hiện bằng sự từ bỏ tà tinh tiến. Đoạn 82. Khi hành giả nỗ lực như thế, sự không quên lãng trong tâm tương ưng chánh kiến, rũ bỏ tà niệm thì gọi là chánh niệm. Nó có đặc tính là an lập. Nhiệm vụ nó là không quên. Nó được biểu hiện bằng sự từ bỏ tà niệm. Đoạn 83. Khi tâm hành giả được phòng hộ bởi chánh niệm tối thượng như thế, sự nhất niệm tương ưng chánh kiến trừ khử tà định, gọi là chánh định. Nó có đặc tính là không phân tán.
nhiệm vụ nó là tập trung. Nó được biểu hiện bằng sự từ bỏ tà định. Đấy là phương pháp mô tả con đường đưa đến diệt khổ. Trên đây là trình bày định nghĩa chi tiết về bốn chân lý khởi từ khổ đế với sanh, vân vân. Đoạn 84. Về nhiệm vụ của trí, xem đoạn 14 trên. Ở đây cần hiểu là trí về bốn chân lý. Trí ấy gồm hai phần là khái niệm và thể nhập. Trí khái niệm là thuộc thế gian, có được do nghe về sự diệt khổ và con đường đưa đến khổ diệt. Trí thể nhập là trí xuất thế thì đi sâu vào bốn chân lý bằng cách lấy diệt làm đối tượng như kinh dạy. Này các tỷ kheo, ai thấy khổ thấy luôn nguồn gốc khổ, sự chấm dứt khổ và con đường đưa đến khổ diệt. Tương ưng năm, đoạn 437. Với tập, diệt, đạo cũng như thế. Ai thấy tập thấy cả nguyên nhân của tập, vân vân. Nhưng nhiệm vụ của trí sẽ được làm sáng tỏ trong phần thanh tịnh tri kiến, chương 22. Đoạn 85. Khi trí này còn thuộc thế gian thì khổ trí ngăn chặn tà kiến về ngã, tập trí ngăn chặn đoạn kiến, diệt trí ngăn chặn thường kiến, đạo trí ngăn chặn tà kiến, cho không có quả báo các nghiệp. Hoặc khổ trí ngăn tà thuyết về quả báo, nói cách khác là thấy thường lạc ngã tịnh trong các uẩn không có thường lạc ngã tịnh. Tập trí ngăn chặn tà thuyết về nhân, nghĩa là thấy có nhân ở chỗ không có, như chủ trương rằng thế giới do tạo hóa sanh, do một nguyên nhân đầu tiên, do thời, do tự nhiên, vân vân. Diệt trí ngăn chặn tà thuyết về diệt khổ, như cho rằng cứu cánh giải thoát là ở vô sắc giới, vân vân. Đạo trí ngăn chặn tà thuyết về phương tiện, như cho rằng con đường đưa đến thanh tịnh là ở trong sự đắm mê dục lạc hay khổ hạnh ép sát, trong khi sự thật không vậy. Bởi thế, khi một người mê mờ về khổ, về nguồn gốc khổ và sự diệt khổ, về con đường đưa đến khổ diệt, thì người ấy không thấy được chân lý. Đấy là trình bày nhiệm vụ của trí. Đoạn 86. Về sự phân nội dung, tất cả pháp trừ tham và các pháp vô lậu đều bao hàm trong khổ đế. 36 kiểu tham là hữu ái, dục ái, phi hữu ái, mọi thứ gồm 12 xứ nội ngoại. Không kể ba thời, vì nếu kể thì thành 108, được bao hàm trong tập đế. Diệt đế thì không có trộn lẫn với pháp nào, còn đạo đế thì chánh kiến dẫn đầu, bao gồm trạch pháp như ý túc, tuệ căn, tuệ lực và trạch pháp giác chi. Danh từ chánh tư duy bao hàm ba loại tầm là viễn ly tầm. Chú thích: vào sát na còn thuộc thế gian, đó là ba tâm riêng biệt là vô tham, từ và bi. Vào sát na đạo lộ, chúng được xem như một, do đoạn tận tham, sân và hại. Danh từ chánh ngữ bao hàm bốn loại thiện ngữ nghiệp. Danh từ chánh nghiệp bao gồm ba loại thiện thân hành. Danh từ chánh mạng bao hàm thiểu dục tri túc. Hoặc cả ba thứ này làm thành giới hạnh được các bậc thánh yêu thích, và giới được các bậc thánh yêu mến cần phải được giữ bởi bàn tay tính. Do đó tính căn, tính lực và tinh tấn như ý túc được bao gồm vì có mặt cả ba thứ này. Danh từ chánh tinh tiến bao hàm bốn chánh cần: tấn căn, tấn lực và tinh tấn giác chi. Chánh niệm bao hàm bốn niệm xứ: niệm căn, niệm lực và niệm giác chi. Chánh định bao hàm ba loại định: khởi đầu là định có tầm tứ, định tâm, định căn, định lực và các giác chi: hỷ, khinh an, định, xả. Đấy là trình bày về thành phần nội dung. Đoạn 87. Về thí dụ, khổ nên xem như gánh nặng, tập như sự mang gánh nặng, diệt như đặt gánh xuống, đạo như phương tiện đặt gánh xuống. Khổ như cơn bệnh, tập như nguyên nhân gây bệnh, diệt như sự hết bệnh, đạo như thuốc chữa bệnh. Khổ như cơn đói, tập như đại hạn, làm mất mùa, ND. Diệt như sự sung túc, đạo như mưa đúng thời, làm được mùa. Lại nữa, những chân lý này có thể được hiểu theo cách dùng những ví dụ sau: sự thù nghịch, nguyên nhân gây hận thù, sự hết hận thù
và phương pháp chấm dứt thù hận. Cây độc, rễ cây, sự đốn hết gốc rễ và phương pháp lấy hết gốc rễ. Sợ hãi, nguyên nhân gây sợ hãi, sự hết sợ hãi và cách đạt đến sự hết sợ. Bờ này, trận lục, bờ kia và nỗ lực để đến bờ kia. Trên đây là trình bày về những ví dụ. Đoạn 88. Về bốn mệnh đề. Có cái khổ mà không phải đế, có cái là thánh đế mà không phải khổ, có cái vừa là khổ vừa là thánh đế, có cái không phải khổ cũng không phải thánh đế, tập diệt đạo cùng thế. Đoạn 89. Ở đây, mặc dù các pháp tương ứng với đạo lộ và kết quả của khổ hạnh là khổ, vì đấy là hành khổ, xem đoạn 35, do câu cái gì vô thường là khổ, S2, 53. Nhưng đây không phải là khổ thánh đế. Diệt là thánh đế, nhưng không phải là khổ. Tập và đạo thánh đế có thể là khổ, vì chúng vô thường, nhưng không khổ theo ý nghĩa đích thực, bởi vì chính để hiểu trọn ý nghĩa của chúng mà đời phạm hạnh được sống dưới Đức Thế Tôn. Năm uẩn đối tượng của chấp thủ, trừ khác ái, trong mọi khía cạnh, vừa là khổ vừa là thánh đế. Các pháp liên hệ đạo lộ và quả của khổ hạnh thì không phải là khổ trong ý nghĩa đích thực, mà để liễu tri nó, đời phạm hạnh đã được sống dưới Đức Thế Tôn. Chúng cũng không phải là thánh đế. Tập, diệt, đạo cũng cần được giải thích tương tự. Đấy là trình bày về bốn mệnh đề. Đoạn 90. Về tính trống rỗng, xem đoạn 14 chương này, đơn loại. Theo nghĩa tuyệt đối, trước hết cả bốn đế cần được hiểu là trống rỗng, vì không có người chịu khổ, người tập khởi nên cái khổ, người chứng sự diệt khổ và người đi trên đạo lộ đến khổ diệt. Do đó, có khổ song không có người khổ, có sở tác song không người tạo tác, có tịch diệt song không người chứng diệt, có đạo lộ song không thực có người đi, hoặc khổ tập thì không thường tịnh lạc. Trạng thái bất tử, niết bàn không có tự ngã, đạo lộ thì không thường lạc ngã, đó là sự trống rỗng trong bốn chân lý. Đoạn 91. Hoặc ba đế không có diệt, khổ, tập, đạo và diệt thì không ba đế. Hoặc nhân không có quả vì vắng mặt khổ trong tập và vắng mặt diệt trong đạo. Nhân không mang theo quả của nó như trường hợp thần ngã, Bhakati, Primordial Essence. Đối với người chấp có thần ngã và quả không có nhân ở trong nó do sự vắng mặt của tập trong khổ và đạo trong diệt. Cái quả của một nhân không có nhân trong nó như trường hợp hai cực vi đối với người xác nhận cực vi. Bởi vậy, trong khổ, tập, đạo thì không có diệt. Diệt cũng không bao hàm khổ tập đạo, nhân không chứa quả của nó. Quả tuyệt nhiên cũng chẳng còn nhân nằm trong. Trên đây là trình bày về tính trống rỗng. Đoạn 92. Về tính đơn loại, xem đoạn 14, vân vân. Tất cả khổ thuộc một loại kể về trạng thái sanh khổ, nhưng thuộc hai loại khi kể theo danh và sắc. Khổ thuộc ba loại khi chia thành sự tái sinh ở cõi dục, sắc và vô sắc. Khổ thuộc bốn loại khi kể theo bốn thức ăn. Khổ thuộc năm loại khi kể theo năm uẩn bị chấp thủ. Đoạn 93. Cũng thế, tập thuộc đơn loại khi kể là làm sanh khởi, tập hai loại là tương ưng tà kiến và không tương ưng, tập ba loại là dục ái, hữu ái và phi hữu ái. Tập thuộc bốn loại vì nó được từ bỏ nhờ bốn đạo lộ. Nó thuộc năm loại khi kể theo sự thích thú đối với sắc, hay thọ, hay tưởng, hay hành, hay thức. Tập thuộc sáu loại kể theo sáu nhóm ái, sắc thanh hương vị xúc pháp. Đoạn 94. Diệt thuộc một loại là vì nó thuộc vô vi giới, nhưng một cách gián tiếp thì diệt có hai là hữu dư y và vô dư y. Diệt thuộc ba loại là sự tịnh chỉ ba hữu. Diệt bốn loại là diệt đạt được nhờ bốn đạo lộ. Diệt năm loại là sự dập tắt năm thứ ưa thích. Và diệt sáu loại
khi phân theo sự diệt trừ sáu nhóm ái. Đoạn 95. Cũng vậy, đạo thuộc một loại khi xem nó là cái cần tu học. Đạo thuộc hai loại khi kể theo định học và tuệ học, hay kiến đạo và tu đạo. Đạo có ba loại khi phân thành ba uẩn, vì đạo gồm trong ba uẩn như đô thị nằm trong vương quốc. Hiền giả Visakha tám thánh đạo không bao gồm trong ba uẩn, nhưng ba uẩn bao gồm được cả tám thánh đạo. Bất cứ chánh ngữ nào, chánh hành nghiệp nào, chánh mạng nào đều thuộc giới uẩn. Bất cứ chánh tinh tiến nào, chánh niệm nào, chánh định nào đều thuộc về định uẩn. Bất cứ chánh kiến nào, chánh tư duy nào đều thuộc về tuệ uẩn. M1 301. Đoạn 96. Vì ở đây chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng là giới, do vậy chúng được bao hàm trong giới uẩn vì đồng loại. Về chánh tinh tiến, chánh niệm, chánh định thì định không thể từ bản chất nó làm phát sinh an chỉ, nhưng với tinh tiến hoàn tất nhiệm vụ nỗ lực, niệm làm nhiệm vụ ngăn ngừa dao động thì định có thể đạt đến an chỉ. Đoạn 97. Ví dụ có ba người bạn muốn vào dự lễ trong một khu vườn. Một người trông thấy cây champa nở rộ với tay hái mà không tới. Người thứ hai còng lưng cho y đứng lên. Mặc dù đã đứng lên trên lưng bàn, người kia cũng không hái hoa được vì không vững. Người thứ ba kề vai cho y làm điểm tựa, nhờ vậy có thể hái được bông hoa để trang hoàng buổi lễ. Đoạn 98. Cũng thế, trong trường hợp niệm, định và tinh tiến, đối tượng ví như cây champa đang trổ hoa. Định tự nó không thể đem lại an chỉ, như người kia không thể với tay hái hoa. Tinh tiến ví như người bạn cong lưng cho y đứng lên. Niệm thì như người đứng gần đưa vai làm điểm tựa. Với sự trợ lực như thế, định mới có thể đem lại an chỉ nhờ sự nhất tâm trên đối tượng. Bởi thế trong định uẩn, tinh tiến và niệm được bao gồm vì trợ lực cho định. Đoạn 99. Cũng vậy về chánh kiến và chánh tư duy, tuệ từ nó không thể định rõ một vật là vô thường, khổ, vô ngã. Nhưng với tầm tư duy trợ lực bằng cách liên tục đánh vào đối tượng thì có thể. Bằng cách nào? Đoạn 100. Cũng như một người đổi tiền, đang có trên tay một đồng tiền, muốn xem xét kỹ thì không thể chỉ nhờ con mắt, mà còn phải dùng ngón tay để xoay qua xoay lại. Tuệ một mình nó không thể phân biệt một vật là vô thường, vân vân. Nhưng với tầm trợ lực, hướng tâm đến đối tượng, quất mạnh vào nó, xoay qua lật lại thì có thể xác định đối tượng. Bởi thế trong tuệ uẩn chỉ có chánh kiến là đồng loại, nhưng chánh tư duy cũng được bao hàm trong đó, vì chánh tư duy trợ lực cho chánh kiến. Đoạn 101. Bởi thế đạo được bao hàm trong ba uẩn, nên nói đạo thuộc ba loại kể theo ba uẩn, và đạo bốn loại khi kể là đạo dự lưu, vân vân. Đoạn 102. Lại nữa, tất cả bốn chân lý đều thuộc một loại, vì tính cách không hư ngụy hoặc vì tính chất cần phải được liễu tri. Chúng thuộc hai loại là thế gian, khổ, tập và xuất thế, diệt, đạo, hoặc hữu vi và vô vi. Thuộc ba loại là cái cần từ bỏ nhờ thấy và nhờ tu tập, tập đế, cái không được từ bỏ, diệt, đạo, cái vừa không được từ bỏ, vừa không không được từ bỏ, khổ. Chúng thuộc bốn loại là cái cần phải liễu tri, khổ, vân vân. Xem đoạn 28. Đoạn 103. Giống và khác, xem đoạn 14 chương này. Tất cả bốn chân lý đều giống nhau ở chỗ không hư ngụy, không tự ngã và khó thâm nhập như kinh dạy. A Nan, ý ông thế nào? Việc nào khó hơn khi phải bắn mũi tên xuyên qua ổ khóa từ một khoảng cách rất xa, bắn phải trúng đích nhiều lần như vậy, hoặc là phải dùng một sợi tóc mà chẻ một sợi khác ra làm trăm lần? Bạch Thế Tôn, thật khó hơn nhiều là việc chẻ sợi tóc làm trăm lần. Này A Nan, còn khó hơn nữa là cái việc thâm nhập đúng rằng đây là khổ, đây là con đường đưa đến khổ diệt. S5 454. Bốn sự thật có khác nhau khi phân tích theo tự tính chúng. Đoạn 104. Hai đế khổ tập giống nhau vì sâu xa khó nắm, thuộc thế gian hữu lậu. Chúng khác nhau nếu chia thành nhân và quả.
cái cần liễu tri, khổ và cái cần đoạn tận, tập. Diệt đạo giống nhau vì sâu xa khó nắm, vì xuất thế, vô lậu, nhưng khác nhau khi phân thành đối tượng, diệt và cái nhắm đến một đối tượng, đạo, cái cần chứng, diệt và cái cần tu, đạo. Khổ, diệt giống nhau vì cùng là hậu quả, nhưng khác nhau vì khổ hữu vi, diệt vô vi. Tập đạo giống nhau vì cùng là nhân, song khác nhau vì tập thuần là bất thiện, diệt thuần là thiện. Khổ đạo giống nhau vì cùng là hữu vi, nhưng khác nhau ở chỗ khổ thuộc thế gian, đạo thì xuất thế. Cũng vậy, tập và diệt giống nhau vì là pháp không phải hữu học hay vô học, nhưng khác nhau vì tập có đối tượng, diệt thì không. Chương 16 mô tả căn đế trong luận về tu tuệ trong thanh tịnh đạo, được soạn để làm hoan hỷ người lành.